Ra đời từ năm 2004, 15 năm qua, báo Ngôi Sao.net được độc giả và các nghệ sĩ đánh giá là trang tin đáng tin cậy, cập nhật chính xác, nhanh chóng thông tin của các sao và những sự kiện văn hóa, giải trí trong lẫn ngoài nước. Bên cạnh đó, báo còn đưa tin về các hoạt động thể thao, những chân dung doanh nhân, các vấn đề xã hội, tạo nên mặt bằng thông tin đa dạng, phong phú. Ngôi Sao.net hiện thu hút hơn 8 triệu lượt xem mỗi ngày, với 10 triệu độc giả truy cập thường xuyên hàng tháng. Những năm gần đây, bắt kịp xu hướng thế giới, báo không ngừng tự làm mới với sự đầu tư công phu về nội dung lẫn hình thức, mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho độc giả. Các hoạt động do Ngôi Sao.net tổ chức như cuộc thi Miss Ngôi Sao, chương trình bình chọn ngôi sao của năm, v.v. thu hút đông đảo sao Việt tham dự và nhận được nhiều sự quan tâm của độc giả, tạo điểm nhấn sôi động trong làng giải trí Việt. Vào tuần qua, hơn 150 khách mời bao gồm nghệ sĩ hàng đầu V-biz như nữ hoàng giải trí Hồ Ngọc Hà, diễn viên Kim Lý, ca sĩ Ân Hoàng Phúc, Phạm Quỳnh Anh, vợ chồng diễn viên Thúy Diễm Lương Thế Thành, Tú Vi Văn Anh, người mẫu Ngọc Trinh cùng đối tác các đơn vị báo đài truyền thông đã quy tụ tại sự kiện kỷ niệm 15 năm Ngôi Sao.net do chính Ngôi Sao.net tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại cột mốc tuổi 15, Ngôi Sao.net đã trao cúp tri ân cho 19 nghệ sĩ vì những đóng góp giá trị và sự gắn bó bền chặt của các nghệ sĩ này với Ngôi Sao.net trong suốt thời gian vừa qua. Đặc biệt, cũng nhân dịp này, Ngôi Sao.net và các nghệ sĩ, khách mời, đối tác cùng thực hiện hành động ý nghĩa vì cộng đồng. Theo đó, những món quà do các nghệ sĩ, khách mời mang đến chương trình sẽ được đóng góp cho chương trình Ánh Sáng Học Đường thuộc quỹ HOPE với mục tiêu xây dựng trường học cho các học sinh vùng sâu, vùng xa. Bên cạnh đó, kỷ niệm 15 năm Ngôi Sao.net còn gây ấn tượng với chương trình nghệ thuật đa dạng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.